Giống như hôm nay nào mọi người thấy ngân đi lên với một cái như thế này nó cũng rất là khác rồi mọi người. Ngân 98 diện trang phục kín đáo đi kiện nam em Quế Vân vào sáng ngày 26 tháng 4. Ngân 98 và Lương Bằng Quang có mặt tại Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh để khởi kiện hai hoa hậu Quế Vân và Nam em. Đây được xem là hành động để bảo vệ danh dự của cặp đôi. Vừa bước xuống xe, Ngân 98 đã thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng với trang phục lịch sự rất phù hợp với tính chất trang trọng của cuộc họp. Bên cạnh đó, người đẹp cũng chia sẻ rằng cô sẽ lấy chồng và sinh con vì không muốn xuất hiện quá nhiều trên mạng xã hội vì những ồn ào không đáng có. Người yêu của Ngân 98 là ca sĩ Lương Bằng Quang cũng cho hay, những thông tin sai sự thật đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc kinh doanh của cả hai. Với cáo buộc vô căn cứ rằng Ngân 98 đã lừa đảo số tiền 500, 600 triệu đồng và làm đại lý bán hàng để lừa đảo những cô gái trẻ, Lương Bằng Quang khẳng định điều này hoàn toàn vu khống và không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh. Người yêu cho rằng Ngân 98 cũng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình và bị sỉ nhục về công việc đi chay. Nam ca sĩ mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ những thông tin không đúng về Ngân 98. Và mong rằng việc này sẽ góp phần nâng cao ý thức cũng như ngăn chặn hành vi chỉ bới và vu khống trên mạng xã hội. Trước đó, Ngân 98, Nam Em và Quế Vân có những cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Được biết, Người đẹp Quế Vân không nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng khi hoa hậu đã chỉ bới và khinh thường một nữ đi chay trên không gian mạng. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt tin nóng được biết nhé.